Hello anh em nha. Hello mọi người. Xin chào quý vị. Thì hôm nay Toàn sẽ chia sẻ cho anh em mình cái mặt khởi động trên cái dòng xe SH SH 2017-2019 Sparky. Sparky có xe có trang bị ABS hay không quan trọng, thì chúng ta hãy kiểm tra lận đề như sau. Thì hôm nay em sẽ đọc cho anh em chưa biết từng vị trí chân nha. Đấy, để nó khởi động được mặt đề, để làm sao để cho rơ lây nhảy thì anh em phải lưu ý. Rồi, hello cả nhà buổi trưa. Thì đây nó sẽ là cái công tắc khởi động. Đây. Đó. Được chưa? Rồi, mà hai cái này chúng ta bỏ qua. Tắc khởi động nó sẽ nằm ở đây. Đấy, ở rắc đen to. Anh em mình lưu ý đây. Alo. Dạ. Dạ. Và 1 triệu 1.3 triệu. Rồi, hy vọng rằng anh em cho cái quả sẻ. Cảm ơn mọi người. Cho cái like và cái chia sẻ. Cảm ơn anh em. Rồi, thì cái này đơn giản anh em chỉ nhìn thấy đây. Cái này nó sẽ khác với những cái dòng xe A-Plug, Lead hoặc là những cái dòng xe Kenhin. Thì chúng ta sẽ nhìn vào đây, chúng ta sẽ biết ngay. Trên cái, tất cả những cái dòng xe đời trước thì lúc này chúng ta làm gì? Chúng ta phải bóp thắng. Đó, bóp thắng. Thì lúc này nó sẽ có cái điện áp chạy qua bên nút đề. Và lúc này anh em chúng ta bấm nút đề, nó sẽ có 12V chạy xuống IC. Nhưng cái dòng xe này nó lại là khác. Đó. Những cái dòng xe này nó lại là khác. Thì chúng ta lại nhìn thấy nút đề ở đây sẽ có điện áp 12V. Đó, cái dây màu đen sọc trắng. Nay em ốm rồi, anh ơi, nghỉ vài hôm lấy lại sức, lữ khoa, đúng rồi. Chúng ta làm nhiều quá nó sẽ mệt, nên chúng ta phải nghỉ để bảo vệ cái sức khỏe cho nó an toàn. Rồi, chúc anh em sức khỏe. Cảm ơn mọi người. Đó, chúng ta sẽ nhìn thấy ngay ở đây. Đây là mình chia sẻ cho anh em nào chưa biết, còn anh em nào biết rồi thì bỏ qua. Cảm ơn mọi người. Đó, đây, nó sẽ là điện áp dây này luôn luôn mở khóa điện, nó phải có là 12V. Thì lúc này nó chỉ là công tắc. Nhấn vào thì đóng tiếp điểm, mở ra thì hai dây này nó được tắt ra như thế này. Thì khi này chúng ta bấm lận đề thì lúc này điện áp 12V từ cái dây màu đen sọc trắng nó sẽ qua cái dây màu vàng sọc xanh. Anh em lưu ý ạ. Đó. Bấm nút đề nó sẽ có điện áp chạy qua đây. Nhưng ở đây nó chưa chạy vào IC vội. Đó. Bởi vì điện áp 12V trực tiếp từ nút đề rồi. Nhấn nút đề cái nó sẽ cấp qua cái dây này. Thì anh em sẽ nhìn qua bên này. Đó. Nhìn qua bên này. Rồi anh em nhìn thấy ở đây công tắc. Công tắc ở đây là công tắc 2:1. Đó. Một công tắc nó sẽ làm việc được hai chế độ. Đây chúng ta sẽ nhìn ở đây, một cặp trên và một cặp dưới. Nhưng ở đây nhiều anh em cứ thấy chúng ta sẽ bóp công tắc phanh tay thì anh em mình cứ thấy là cái đèn sau nó sáng. Anh em cứ nhìn thấy cái đèn sau nó sáng là anh em cứ bảo ok, lúc này có 12V rồi. Nhưng đó là sai, bởi công tắc này có hai chế độ.
Thì ở đây chúng ta sẽ bóp nút đề 12V điện áp, nó sẽ cấp vào cái ở trạng thái công tắc ở bên tầng trên là công tắc ở trạng thái nhỏ. Đây chúng ta sẽ nhìn thấy dây màu vàng sọc xanh. Đó, vàng xanh. Vàng xanh. Thì lúc này 12V nó sẽ chạy vào đây. Thì anh em lúc này anh em phải nhu cầu bóp cái phân bên trái thật mạnh. Đó. Để cái chân 12V này nó chạy qua đây. Đóng tiếp điểm mà. Nó chạy qua cái dây màu trắng, à xanh sọc trắng. Đó, xanh sọc trắng này bóp thẳng tay mặt nó phải chạy qua từ đây qua đây. Và cái dây này nó sẽ chạy về chân số 29 của IC cấp điện áp 12V. Thì anh em phải nhìn ở đây, đó sẽ là cặp để chúng ta khởi động đề. Đó, cặp chân nhỏ. Còn bên dưới này nó chỉ là hoạt động sit top. Đó, đèn phân sau anh em phải lưu ý. Rồi, lúc này bóp công tắc đề nó sẽ cấp 12V chạy vào đây. Em sẽ nói lại là cái dây vàng chọc xanh. Rồi, đồng thời chúng ta bóp phân tay. Cái công tắc này sẽ đóng tiếp điểm chạy qua cái dây màu xanh sọc trắng. Đó. Và lúc này nó sẽ chạy cấp 12V tới chân số 29 của ECM. 29 là chân 33 này sẽ là đường truyền. À, chúng ta bỏ qua, chúng ta đọc 33 32, yeah, 31. Nó có cái dây màu xanh trắng, chúng ta bỏ qua. Đấy, 33 32 31 30. Rồi chúng ta nhìn thấy cái dây 29. Thì lúc này anh em bấm lật đề, nút đề và đồng thời bóp phân trái. Dây này phải có 12V. Nếu dây này không có 12V thì anh em phải kiểm tra coi sẽ bị đứt mặt hay không. Đó, thì anh em phải dò dây này nối lại chân 29. Tất cả những dòng xe H này anh em chỉ cần đếm cho mình cái hàng ở thứ 3, hàng cuối cùng. Hàng cuối cùng số 3, từ bên trái đi vào bên phải nó sẽ là chân số 5. Đó, 29 này, 30 là cái dây mát đen sọc xanh này. Rồi, 31 này, 32 này và 33, nhớ. Rồi, lúc này chân 29 nhất định nó phải có điện áp 12V ở đây. Và đồng thời nó sẽ là chân số 13. Đây, chân số 13 nó sẽ là dây vàng. Đó, nó sẽ dập mát cho relay. Thế tại sao nó sẽ là chân số 13? À, cực kỳ đơn giản. Chúng ta sẽ đếm 1, tới đây là 11. Rồi, hàng bên dưới thứ hai nó sẽ là 12 và đồng thời nó sẽ là chân số 13 luôn. Đó, 13 đi tới đây là 22. Đi tới cái rắc dưới cùng này là 23 và đồng thời đây sẽ là 33. Đó là cái chân IC. Đó, chúc tất cả anh em thành công. Cái dây màu vàng này nó phải chạy tới relay 5 chân. Đó, để nó cấp mát hay là rập mát cho relay 5 chân. Thì relay 5 chân lúc này nó sẽ đóng tiếp điểm. Nó sẽ lấy cái điện áp trực tiếp 12V từ bình ắc quy. Đó, gọi là từ trước cầu trì cho lận đề. Ok chưa? Đó, anh em lưu ý. Có anh em nào chưa hiểu thì để lại comment. Rồi, ở đây có nhiều khách hàng có nhu cầu, người ta bảo bóp cái phân tay này ở trạng thái cực căng thì chúng ta mới đề được, đặc biệt chị em phụ nữ. Đó. Đặc biệt chị em phụ nữ thì chúng ta sẽ đổi cặp này đi lên trên. Đó, thay vì bây giờ chúng ta bóp sit top thì bây giờ chúng ta sẽ bóp lận đề, nó sẽ nhẹ hơn. Đó, sit top lúc này sẽ năng hơn. Thì tại sao kỹ sư người ta nghiên cứu, nhà sản xuất người ta nghiên cứu cho công tắc như thế này? Người ta cần ở đây ở chế độ sớm hơn. Đó, có nghĩa là sao? Khi mà chúng ta đụng tay thắng thì lúc này đèn sit top phải sáng để báo hiệu những người đi đằng sau. À, là xe đi đằng trước đang gặp sự cố hoặc là ổ gà, ổ vịt, đông người, người ta cần bóp thắng thì chúng ta sẽ nhìn vào cái đèn hậu. Đó, nên người ta sản xuất ra là như vậy. Còn cặp đề thì đương nhiên lúc này chúng ta phải nhích ga lâu hơn để cho nó khói ăn tạp. À, gọi là chậm và nhanh. Đó, ở trạng thái sit top nhanh hơn, đề sẽ chậm hơn. Đó, thì cặp này sẽ là cặp để chúng ta khởi động. Đó, từ bên dây này
khởi động đề 12V đi vào, bóp nút đề sẽ cấp 12V vào dây này, chạy vào đây. Và đồng thời lúc này bóp thắng cái tiết điểm, đóng qua dây này, chạy vào chân 29 của IC. Và chân số 13 của IC sẽ cấp mát cho relay đề là chân màu vàng. Đó. Ok cho mọi người. Còn con diode một chiều này, nếu hư thì anh em có thể chạy ra ngoài tiệm điện tử, đi xin hoặc là đi mua con diode màu đen 4007, chúng ta thay thế vào. Ở đây nó sẽ là con diode một chiều thôi. Đây là chớp. Đó, chúng ta lưu ý. Tất cả những xe nào có cái bộ tìm xe hay là smart key hay bất kỳ cũng như vậy, tìm xe từ xa thì luôn luôn có con diode. Đó. Bất kỳ còn những dòng xe nào mà ổ khóa chìa không có cái thiết bị tìm xe thì đương nhiên không có diode. Nha. Đó. Đó, anh em hãy ghi lại, lấy cái bút ghi vào. Đó. Thì chúng ta không cần phải hỏi nữa. Vào bây giờ cứ mất lận đề, anh em phải hỏi và rất vất vả. Thì chúng ta sẽ nhìn đây. Đấy, ghi vào. Đấy. Ghi lấy cái bút ghi vào 12V từ nút đề chạy qua công tắc hãm. Rồi bóp công tắc hãm ở trạng thái sâu hơn một tí. Là cái dây màu xanh sọc trắng. Nó sẽ cấp một cái điện áp 12V chạy vào chân 29 của IC. Và lúc này chân số 13 của IC là dây màu vàng, nó sẽ cấp mát cho con relay. Relay nằm ở dưới này nha anh em. Đó. Ok. Đây. Đấy, chân số 13 lúc này nó sẽ dập mát cho relay này. Đây, relay 5 chân. Đây, đó. Cái chân này nó sẽ chạy về chân số 13 của IC. Anh em lưu ý xem kiểm tra có nó đoạn mặt hay nó đứt không. Đó, chân số 13. Thấy chưa? Đó. Đó, đây sẽ là hướng relay 5 chân. Ok. Rồi, chân này sẽ là chạy về IC, gọi là chân trụ. Chân này 12V sau khóa. Cái chân ở trong này có thanh sắt gọi là chân sạc. Và chân này để là chân khởi động đề, lấy một cái điện áp 12V trước cầu chì, nhờ vào cuộn dây này làm việc. Cuộn dây này làm việc cần có 12V và mát, âm và dương, dương và âm. Còn luôn luôn ở trạng thái xe chưa khởi động, hai chân này luôn luôn phải thông nhau. Nên người ta mới gọi là relay có hai thử tiếp điểm, một hở và đóng. Ở đây là đóng. Khi cuộn dây này có điện thì đương nhiên nó sẽ nhảy từ cái dây đỏ sọc vàng đây. Đó, nó sẽ nhảy bắt vào chân này để lấy một cái điện áp trực tiếp từ cầu chì thôi. Còn chân vàng này đứt thì đương nhiên nó vẫn khởi động ở trạng thái đề, ở trạng thái sau cầu chì. Ở trạng thái nếu cái động cơ chúng ta quá nặng hoặc là bó thì đương nhiên nó sẽ sinh ra không đủ tải, cháy cầu chì 25A hoặc 15A đây. Đó, thế thôi, không có gì cả. Anh em lưu ý. Chào em. Đó, một cái hộp này cực kỳ đơn giản nha anh em. Alo. Dạ. V21 à? Ờ, AB từ đầu em hết rồi anh ơi. Dạ, dạ. Ok anh. Cái gì đó? Cái gì vậy? Ờ, xe đời mới báo lỗi hả? Đâu? Ờ, lấy cái máy xóa, reset ra cái. Có ai làm gì vậy? Mở làm gì vậy? Xóa lỗi đi em. Đồ chào không em ơi, anh đây mở tour đồ chơi rồi. Đấy, nhiệm vụ nó chỉ có thế thôi, hy vọng rằng anh em hãy tìm thấy nó. Nha. Không cần phải để chúng ta cắt dây, chúng ta hãy nên đo và chúng ta cảm thấy hiểu nó đây. Đấy, dây này xe dây cấp mát. Cho rồi đây. Có bên cạnh nó sẽ là dây gì đâu, nó sẽ là con relay 4 chân. Đấy, cái này sẽ là mắt sườn. Nha. Đấy, hộp cầu chì này cực kỳ đơn giản.
Có anh ép đây luôn. Anh ép luôn rồi. Đây ông ép lên chưa? Con cầu chì này sẽ là 12V trực tiếp nuôi cho Esru. Sân lợt sọc đen. Đấy, đức cầu chì này chúng ta sẽ tìm xe vô hiệu hóa. Yeah, cực kỳ đơn giản. Chúc anh em buổi trưa vui vẻ. Rồi đây. Rồi có anh em thợ này làm hộp SU thì mình tháo ra mình làm mình đọc luôn cho anh em luôn này. Không biết có vô được hay không. Rồi cái này mới gửi. Ở nhân tiện đây mình chia sẻ luôn cho anh em. Đây, mình không dấu đây. Ok, mình sẽ làm đăng ký cho mọi người. Cái này chắc đơn giản đúng không? Nhìn cấp kín đầu tôi hay vắt trên xe. Rồi, con này K77. Đây. Ờ cái này ok mình làm anh em mang tới này mình lấy tiền công 100k nha. Đó, 100k. Rồi, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người. Rồi, cái này tiền công 100. Rồi, mình sẽ banh cái này ra. Ok. Gì nữa? Thank you.
thoại đâu. Alo. Adila hả anh? Có anh ơi. Nhắn tin Zalo nha. Rồi để tí em kiếm nào, em báo lại lên cho. Dạ dạ, Adila hả? Dạ dạ. Dạ dạ. Chưa, anh vào Zalo đi để em biết chứ. Vào Zalo giúp em cái. Đọc phân tích dữ rồi lấy trăm gì. Công nghệ đầu tư cho máy bao nhiêu tiền để làm chục. Chán ghê gớm mà người. Nghe điện thoại gọi tối ngày. Rồi anh em vào Suzuki Honda 33 rắc tự động. Chúng ta đọc full key nha anh em. Rồi chúng ta cắm vào đúng vị trí để chúng ta đọc. Ok. Đọc sai chúng ta đọc lại. Rồi lỗi kết nối. Tại vì chúng ta đạp như này nó chưa ăn. Bởi vì cái cáp này nó khá là ngắn anh em. Mình phải dí như thế này. Đọc lại. Đó, ok. Rồi, anh em nhả tay ra. Thì xe này zin. Có hai remote. 1 và 2. Key 1 nó sẽ trùng với cái mã SM ID 140. Và key 2 nó sẽ là 902. Anh em lấy điện thoại chụp lại là xong. Làm cái nghề này chúng ta quan trọng là sáng mắt. Rồi lúc này anh em lát ra. Lát. Anh em sẽ vào tự động. Xong thì lúc này anh em sẽ vào thủ công. Chúng ta vào trạng thái mất hết chìa. Dạ. Bởi vì mất hết chìa. Đây là chúng ta đăng ký chìa mới. Nên chúng ta sẽ vào mất hết chìa. Rồi cả nhà sẽ nhập cái mã key ID. Dạ, key ID. Đó, chúng ta sẽ nhập vào. Mã nào cũng được, 0735 hoặc là 1967. À. 1967. Ok. Rồi 821. Rồi 140. Rồi xong, lúc này chúng ta đã hoàn tất ở trạng thái công thức mời nhập key ID. Giữ mã lỗi đồ chút rồi lấy 2 lít chứ. À 1 lít chứ. Anh em không cần phải xem ở dưới này. Anh em chỉ cần đọc ở dưới này đỏ chuyển qua xanh là được rồi. Không phải đọc rườm rà ở trên này, gọi là cái mẹo. Không cần phải bật FOB. Ấn giữ cái làm gì hết. À, miễn sao chúng ta cho đỏ chuyển qua xanh là cái FOB. Chúng ta chỉ cần đọc thứ tự ở dưới này 4 chữ đèn FOB đỏ qua xanh. Đỏ qua xanh có nghĩa là sao? Anh em sẽ nhìn thấy mũi tên. À, không cần phải đọc nhiều. Đây, nếu chúng ta chuyên nghiệp. Xong. Rồi, lúc này máy sẽ tự động sẽ dò lại cái mã 9 chữ số khi anh em đã nhập vào, coi nó có dấu không. Đó. 2/9, 3/6, 4/7. Đấy, 5/8, 6/2,
7/1, 8/4 và 9/0. Cực kỳ đơn giản và hữu ích cho anh em thợ máy. Không thành công thì lỗi do máy, chúng ta hãy nhập thủ công. Có nhiều cái chúng ta đọc được ghi ra, chúng ta sử dụng máy không thành công thì chúng ta lúc này phải làm bằng thủ công. Có nhiều lúc máy đang bảo là off key, key đang bị off hoặc là bị khóa key gì đó thì chúng ta phải sử dụng bằng thủ công. Máy chỉ là công cụ để hỗ trợ. Rồi, đèn FOB chúng ta nháy chớp chớp vài cái, chúng ta đăng ký FOB thành công, cực kỳ là đơn giản, đúng không ạ? Tất cả khách hàng bị mất key hoặc mất chìa, công cụ của anh em mình hỗ trợ làm gì? Tháo hộp Extra, đọc một cái key ID. Thì ai cũng có điện thoại cả, lấy điện thoại chụp luôn cái key ID. Rồi, máy bảo nhu cầu, chúng ta vào phần mất hết chìa, đăng nhập key ID. Và chúng ta sẽ chuyển cái móc là từ đâu? Máy báo từ đỏ chuyển qua xanh. Và lúc này máy sẽ tự động dò lại cái mã key ID chúng ta nhập vào đúng hay không. Xong đồng thời thành công, đèn LED ở trên biểu tượng remote chớp nháy khoảng vài cái nhanh thì chúng ta đã đăng ký FOB thành công. Anh em lưu video này lại về nhà xem và học. Rồi bây giờ chúng ta đã kiểm tra thành công hay chưa? Lát ra chúng ta vào kiểm tra FOB và SU kích xuống dưới. Hàng cuối cùng số 6. Enter. Lúc này tiếp tục chúng ta sẽ làm gì? Đỏ chuyển qua xanh. Không cần phải đọc trên này khá là nhiều, chỉ cần biết là cái đèn đỏ qua xanh. Kiểm tra. Rồi xanh rồi thì thôi. Lúc này bước kế tiếp chúng ta bấm Enter. FOB đã được đăng ký với SU, ok, thành công 100.000. Trưa nay lại có 2 dĩa cơm gà. Lại có 2 dĩa cơm gà trong vòng, chỉ có trong vòng khoảng 30s cho tới 1 phút. Tùy theo vào cái máy chạy nhanh hay chạy chậm. Và thao tác chúng ta đọc là phải ra. Ok. Cảm thấy video này có hữu ích thì anh em thợ máy cho Thị Tuấn cái share, chia sẻ. Cảm ơn mọi người. Đây sẽ là Smart Tool phiên bản cao nhất đêm hôm nay. Anh em nào mua máy luôn, có luôn giải thưởng cho anh em lớn vào hôm nay luôn, chốt luôn. Comment inbox vào Zalo 0909 755 993 để được tất cả những phần quà hấp dẫn phục vụ cho anh em. Chịu khó, làm nghề chỉ có thế thôi. Thì lúc này chúng ta sẽ kiểm tra cái mã này, nó sẽ chạy vào con SU. Lần sau nếu mất chìa thì chúng ta chỉ cần nhớ cái mã này, chúng ta sẽ đăng nhập thủ công thì con xe này sẽ nổ máy được và đồng thời xe này được mất ngay. Nên tất cả anh em chị chúng ta đi xe hạn chế những cái mã này để ở ngoài bàn. Nếu gặp những kẻ gian, người ta có một cái trí nhớ thông minh, người ta đọc nhớ được 9 số này ở trong đầu, có rất nhiều người chỉ cần nhìn qua người ta nhớ được luôn. Rồi là 116874356 thì con xe sẽ mất ngay. Rồi mình sẽ kiểm tra lại. Ở trong này cái mã nó sẽ chạy vào trong hộp đen SU. Rồi lúc này chúng ta lại tiếp tục vào lập trình tự động. Chúng ta vào vấn đề đọc full key. Rồi chúng ta lại quay lại như này. Chúng ta sẽ cắm vào đúng vị trí gần con điện trở, ở chỗ con chip chủ. Nhìn xéo lên ở góc. Rồi lúc này mình sẽ vịt ở trạng thái ở trên cao. Đọc full key. Rồi lúc này lỗi bởi vì tay của chúng ta nó không cẩn thận, dí lại lần thứ hai. Bởi vì làm này cho quý vị anh em dễ nhìn. Rồi tì đè vào. Đâu. Rồi vẫn lỗi. Vẫn sai. Tiếp tục. Rồi vẫn sai. Thôi thì đặt xuống. Ok, dí nó vào. Rồi, ok.
Thì lúc này chúng ta đã sẽ đưa cái mã key ID đúng không ạ, để bảo lãnh cái mock này sử dụng được với SU, gọi là bước bảo mật đầu tiên. Thì lúc này anh em sẽ nhìn thấy 11687456. Rồi cái key trên này đã bị off. Đó, off. Đó thì cái key thứ hai này nếu mà anh em nào lượng được thì hầu như sẽ không sử dụng được con xe này nữa, bởi vì đang ở trạng thái off. Còn anh em muốn mở on luôn thì đương nhiên chúng ta sẽ vào bấm mũi tên này, đi qua trái phải, và lúc này mở lên on thì chúng ta bấm enter, ví dụ như thế này nó sẽ on luôn. Đây. Chúng ta sẽ chọn súng key 2, chúng ta bấm hình ở mũi tên đây nha quý vị. Bấm qua. Chúng ta nhấn enter một cái, móc này người ta lượm được, mất con xe luôn, on. Rồi. Lỗi chỗ này luôn. Cắm không chặt. Đọc full key. Đó, thấy không? Con này nó hơi bị phải dí nó vào. Có nhiều chỗ này đơn giản như vậy mà chúng ta đọc nó cứ lối lên lối xuống ấy. Đó, thấy không? Và kim này tốt nhất về nhà anh em, trong quá trình anh em tốt nhất phải tháo ra cắt thay kim này luôn. Ở trong này cái tiếp điểm đôi khi nó bị chập chà chập xịt. Về nhà cắt bục ở đây, chúng ta chạy ra ngoài tiệm ở ngoài chợ tạp hóa mua ngay kim băng nha, mua ngay kim băng ở trạng thái inox chống sét. Đấy, cái kim này nhiều lúc nó ăn hẳn anh em ấy, cái kim thò này à, nên chúng ta phải thay thế. Rồi anh em sẽ nhấn vào key 2 ở trạng thái chúng ta bấm ở hình mũi tên cho on, bấm enter. Rồi tít 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 tít. Rồi chuẩn bị thành công. Đó, lúc này đã on. Thì lúc này ví dụ một kẻ gian hay anh em nào lượm được cái móc này, chúng ta sẽ sử dụng bình thường. Ok, bây giờ chúng ta lại tiếp tục ở trạng thái off. Yeah. Bấm. Đó, off. Thì lúc này cái móc sẽ vô hiệu hóa bởi vì đang ở trạng thái tắt off. Ok. Xong. Còn bây giờ anh em muốn off luôn cái mã Kisua này chúng ta vừa đăng ký vào thì đương nhiên cái FOB này sẽ vô tác dụng. À, nếu bây giờ chúng ta vào đây chúng ta lại off thì cái mod này sẽ không sử dụng được nữa à, bởi vì key đã vào trong này nhưng chúng ta tắt bỏ chế độ đó thì đương nhiên chúng ta sử dụng cái mod này sẽ không xâm nhập vào hộp đen. Rồi buổi trưa nay thì Tuấn chia sẻ cho anh em video này cực kỳ hữu ích, hy vọng anh em xem và nhớ và để lưu lại. Chúc anh em buổi trưa nay thành công. Ok à, dùng bao nhiêu đầu mod cũng được đúng không ạ, 6 đầu mod hoặc là 10 đầu mod cũng được nha. Ở đây key nó trống, anh em có thể dùng bao nhiêu đầu móc cũng được. Khi nào trong cái hộp đen này bộ nhớ nó đã đầy thì chúng ta sẽ không vào được nữa. Nó đơn giản như cái điện thoại, khi chúng ta có bộ nhớ khoảng 64 kilobyte, 128 256, nếu đầy thì chúng ta sẽ không quay phim và đồng thời chúng ta sẽ không lưu lại được nữa. Chúng ta phải cần xóa bớt, nó đơn giản là thế. Nó khác với cái đầu của chúng ta, cái đầu của chúng ta luôn luôn là phải nạp. À, cái bộ não chúng ta phải luôn luôn phải nạp những kiến thức vào. Thì đương nhiên cái đầu của chúng ta cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng những cái này cảm thấy nó đầy thì chúng ta phải xóa đi. Nó khác cái đầu chúng ta một tí. Rồi anh Nguyễn Bá Lai, anh có hỏi cái gì không? Rồi anh Kiểu Hoàng, Zalo cho em để lấy nhiều cái giá hấp dẫn. Rồi cho em xin cái like. Cảm ơn anh em. Rồi, con này sẽ là bản G, bản cao nhất để chúng ta có thể mở được những cục IC của những dòng xe Yamaha. Đó, phiên bản máy mới nhất, anh em nào cần thì comment.
Rồi 100k, người ta hỏi mã đâu, mã đây. Ok, đó, mã này lần sau mất móc nhập vào tiếp. Trăm ca bằng vá ba cái lốp xe. Rồi ok. Rồi, xin chào, cảm ơn anh em buổi trưa nay đã theo dõi video. Thank you.